Nếu các bạn đang không có tiền nhưng lại muốn sở hữu một chiếc điện thoại đời cao với camera đẹp, pin trâu, đặc biệt cấu hình cực kỳ cao thì video này dành cho các bạn với chương trình thu cũ đổi mới trợ giá. Đặc biệt với chương trình trả góp thì các bạn hoàn toàn có thể sở hữu được những chiếc điện thoại cực kỳ đẹp như thế này mà không có tiền. Các bạn hãy inbox ngay để bên mình tư vấn kỹ hơn cho các bạn với chương trình trả góp trả trước 30% hoặc thu cũ máy của các bạn trị giá 30% nâng cấp lên đời không cần mất phí. Hãy inbox ngay ở dưới nha các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.